Vâng, xin chào quý vị các bạn. Trước mắt quý vị các bạn, đây chính là chiếc Phantom Rolls-Royce thế hệ thứ 8, phiên bản trục cơ sở dài EWB đây ạ. 70 tỷ đang lăn bánh trên đường đây quý vị và các bạn ơi. Đẹp không? Đẹp quá. Đẹp dã man. Trời ơi, nhìn phần mông kìa, sao nó sexy thế. Vâng, và đúng sau 18 tháng được ra mắt thị trường toàn cầu thì ngày hôm nay tại Việt Nam, chiếc Phantom thế hệ thứ 8 đã lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Thật là cảm xúc quá tuyệt vời. Hôm nay một ngày đẹp trời thì Bảo Duy và Johnny Tới Nguyễn rủ nhau đi săn xe thì bắt gặp ngay tráng sĩ này lăn bánh trên đường. Chỉ kịp rút điện thoại ra và ghi lại những thước phim này để gửi tới quý vị các bạn, để cùng chia sẻ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của tráng sĩ này. Từng đường gân ở trên thân xe các bạn nhìn kìa. Tại sao những nghệ nhân của Rolls-Royce lại có thể làm ra được một siêu phẩm như thế này? Theo như thông tin mà Duy nắm được thì các doanh nghiệp như nhập khẩu tư nhân thì có giao giá cho chiếc xe này là rơi vào khoảng 55 tỷ đồng. Nhưng mà chắc chắn để lăn bánh tại Việt Nam thì Duy cứ mạnh dạn cộng thêm luôn 20 tỷ luôn. Con số sẽ là 70 đến hơn 70 tỷ đồng quý vị và các bạn ạ. Chiếc Phantom thế hệ thứ 8 này thì rất nhiều khả năng sẽ được sản xuất theo dạng beatbox quen thuộc của Rolls-Royce và với rất nhiều những cái tùy chọn cá nhân hóa mà những ông chủ đã đặt riêng cho mình. Riêng cái màu đỏ của tất cả cái phần ngoại thất này thôi đã là một cái tác phẩm nghệ thuật thực sự rồi. Một màu sơn mà Duy chưa thể nào biết rằng mình dùng từ gì để miêu tả bây giờ. Nó quá đẹp. Một cái sự hòa trộn giữa màu đỏ và màu cam. Nếu như mà chiếc xe này đang chạy ở ngay những cái phần mà có những cái tia nắng lọt vào thì như quý vị và các bạn thấy là nó ánh lên một cái màu, nó thiên sang cái màu vàng cam. Nhưng mà khi đi vào bóng râm thì lại là một màu đỏ. Một đỏ trầm, nhìn nó lầm lì, chất. Rất nhiều những ánh mắt ở hai bên đường đang đổ dồn về mẫu xe này. Để nhắc về Rolls-Royce Phantom thì đây thực sự vốn là một mẫu siêu xe siêu sang, không mấy lạ lẫm gì với những người hâm mộ những mẫu xe tại Việt Nam nữa. Đây là một dòng xe được rất nhiều các đại gia có tiếng ở Việt Nam lựa chọn là phương tiện di chuyển, đi công tác, rồi đi gặp khách hàng. Để nói về thiết kế của chiếc xe này thì có lẽ chúng ta sẽ mất hàng ngày để nói, để nghiên cứu, để chia sẻ với nhau mất. Nhưng mà riêng để nói về cái chất và những cái trang bị của xe thì nó là một câu chuyện, rất rất nhiều câu chuyện thì đúng hơn ạ. Từng chi tiết nhỏ trên xe đều gắn liền với một câu chuyện và sự bí ẩn. Sự đẳng cấp của Rolls-Royce đến ngay từ những chi tiết, những con ốc ở trên xe thôi. Ê, anh đi quay cẩn thận ạ. Anh đi quay xanh rất cẩn thận ạ. Một mẫu xe chưa biển. Chỉ cần một vết xước ở trên thân xe thôi là
chúng ta sẽ phải trả một cái mức giá, một số tiền có lẽ nghe thấy là chúng ta đã thấy đau tim rồi. Phantom thì luôn sở hữu những cái đường nét thiết kế không thể lẫn vào đâu được, và giá thành thì cực kỳ đắt đỏ. Cộng thêm với cái thương hiệu được nổi tiếng trên toàn thế giới, giúp chủ nhân của những chiếc xe này giúp những chủ nhân sở hữu mẫu xe này càng khẳng định được cái vị thế của mình. Và chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này thì cũng sẽ vẫn được trang bị cái khối động cơ V12 6.75 lít quen thuộc, sản sinh công suất là 563 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 900 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Và mẫu xe này thì có cái khả năng tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/h chỉ mất 5,3 giây. Vâng, thưa quý vị và các bạn có thể thấy một mẫu xe to lớn với thân hình cồng kềnh dài như thế này chắc chắn là rất nặng nữa. Thì cái con số từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 5,3 giây thôi đã thể hiện được cái đẳng cấp của những cái người nghiên cứu và chế tác lên cái siêu phẩm này. Tốc độ tối đa mà mẫu xe này có thể đạt được là 250 km/h. Và để đảm bảo cho cái mẫu xe này có thể vận hành êm ái đến mức tối đa ở trên đường thì Rolls-Royce đã phải sử dụng một hệ thống treo khí tự cân bằng với hàng triệu phép tính mỗi giây. Và tất cả những cái cảm biến được lắp vào xung quanh xe sẽ đưa về ECU điều khiển và ngay lập tức sẽ được xử lý để đưa ra những cái phản ứng ngay tức khắc giúp cho xe luôn luôn ổn định, êm ái và lướt đi trên mặt đường như quý vị và các bạn đang thể thấy ở trên đây, ở trên hình ngay lúc này. Nhìn từ cái phần đầu xe mà cái dải đèn laser đẹp quá. Và một siêu phẩm như thế này thì chắc chắn là cái cụm đèn, cái công nghệ đèn laser được trang bị sẽ phải là đẳng cấp và có khi sẽ là hiện đại nhất thế giới. Kết hợp cùng với cả cái dải đèn LED định vị ban ngày chạy xung quanh viền thì cái cụm đèn pha này theo Rolls-Royce công bố thì cái con số có cái khả năng thì cái con số thể hiện cái khả năng chiếu xa lên đến là 600 mét, thưa quý vị và các bạn. Ở chiếc xe này thì có khá nhiều chi tiết được vay mượn từ cái mẫu concept 100EX từng được giới thiệu ở trước đây. Phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy là cái cụm lưới tản nhiệt lớn được làm lớn hơn và cũng được đặt cao hơn so với cả những cái thế hệ trước đó. Ui, nhìn phần mông em nó đi ạ. Đẹp quá. Thực sự thì nhìn trực diện trực tiếp ngay lúc này ở trên những con đường của thành phố Hà Nội thì Duy chưa thể nào mà biết dùng một từ gì ở trong từ điển Việt Nam để có thể miêu tả được hết cái sự chất và cái sự đẹp của chiếc xe này. Vâng, một cú đánh lái cực chất, cực điệu nghệ của bác chủ ạ. Chỉ cần một cú nhấp ga rất nhẹ thôi, chiếc xe đã vụt đi. Và bây giờ sẽ là một thử thách đối với một mẫu xe to lớn khi mà đi ở trong đường phố nhỏ hẹp. Hai bên toàn là xe. Ơi anh xe máy cẩn thận. Anh tập trung vào đi đường đi ạ. Đừng nghe điện thoại như vậy, rất nguy hiểm.
Chiếc xe này đi đến bất kể con phố nào thì mọi ánh mắt hai bên đường đều đổ dồn vào. Đúng rồi, chúng ta đều muốn thưởng thức, đều muốn chiêm ngưỡng cái đẹp và cái chất. Một siêu phẩm như này thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua được. Rất tiếc khi hôm nay Duy không thể nào mà ghi lại những hình ảnh của khoang nội thất của chiếc xe này. Đối với một siêu phẩm một đối một siêu đối với cả một siêu phẩm xa xỉ như này thì chắc chắn là cái khoang nội thất sẽ cũng thuộc vào hạng cực kỳ xa xỉ, với những cái chi tiết được làm thủ công bằng tay và mất rất nhiều giờ của các nghệ nhân trong nhà máy của Rolls-Royce. Và đây cũng là chiếc xe đầu tiên được xây dựng trên nền tảng nhôm hoàn toàn mới của Rolls-Royce và được gọi một cái tên là Architecture of Luxury. Nhờ đó giúp chiếc xe này cắt giảm được 10% trọng lượng so với cả những cái thế hệ trước. Cái dải đèn LED, đèn phanh ở trên cao kết hợp với cụm đèn hậu. Thế này mà đi buổi tối thì nhìn từ xa thôi đã đủ xao xuyến con tim rồi. Một con đường vô cùng tắc như là con đường Lê Duẩn hôm nay bỗng chốc sáng rực và đẹp bất ngờ. Đó chính là cái sự đóng góp, sự có mặt của chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 mới. Theo rất nhiều thông tin mà Duy tìm hiểu được thì cái điểm đặc biệt nhất ở bên trong khoang nội thất của xe chính là cái phần ốp ở phía trước của ghế phụ ấy ạ. Rolls-Royce có nói là khách hàng có thể tùy chọn được bất kỳ một chất liệu nào hay là sự mong muốn, hay có đôi khi là vẽ cả một bức tranh sơn dầu lên đây. Các nghệ nhân của Rolls-Royce đều có thể làm được hết. Một bức tranh sơn dầu, một bản đồ mạ vàng hay in bản đồ DNA của chủ sở hữu dạng 3D đều được Rolls-Royce đáp ứng. Hay quý vị và các bạn có muốn sở hữu cho mình một bông hoa hồng được làm bằng tay với chất liệu sứ đặc biệt thì cũng có thể đặt Rolls-Royce, họ đều có thể làm được hết. Nếu như không có gì thay đổi thì sự xuất hiện chính giữa của cái bảng tablo vẫn là một màn hình cảm ứng rộng 12,3 inch và có khả năng đóng mở tương tự như là mẫu Ghost Series 2 hay là bản đo. Khoang hành khách phía sau thì vẫn được ví như một căn phòng làm việc di động, không gian vô cùng rộng rãi, những cái tiện nghi hàng đầu đều được áp dụng đến khoang phía sau của chiếc xe này. Màn hình giải trí bàn làm việc ngăn lạnh xuất hiện ngay lập tức, vẫn xuất hiện nhằm phục vụ những vị chủ nhân. Và một điểm đặc biệt nữa ở trên những mẫu Rolls-Royce Phantom đó chính là một bầu trời sao với hàng nghìn ngôi sao phía trên trần xe ấy ạ, sẽ luôn luôn là một tùy chọn thú vị và vô cùng hấp dẫn đối với những vị khách hàng. Đây 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 đây. Anh đeo khẩu trang này, áo xanh này, anh ấy đi theo chiếc xe này từ rất lâu rồi, đi cùng với cả Duy cùng Johnny tới Nguyễn. Phải nói là một mẫu xe đẹp như thế này mà không đi theo để chiêm ngưỡng thì quá phí.
chiếc xe mới tinh, chưa biển. Tất cả những cái đường chrome được thiết kế, trang trí ở xung quanh xe đã tạo nên cái sự nổi bật, cái sự ấn tượng. Đặc biệt là cái cụm đế tản nhiệt, quý vị các bạn có thể thấy. Trời đất ơi, cụm đèn pha. Mê hoặc quá. Mê hoặc bất kỳ ai nhìn trực diện vào nó. Đây, xa đàn Kim Liên. Bất kỳ góc nào thì chiếc xe này đều toát lên một cái vẻ đẹp. Duy đang cố gắng xoay CPL để nhìn xuyên qua cái phần kính cửa. Chúng ta chiêm ngưỡng được cái phần đặc biệt nhất ở phần nội thất, ở cái khoang nội thất của chiếc xe này. Nào, ở đây sẽ là gì? Bản đồ DNA hay một bức tranh sơn mài đây, hay một bức tranh sơn dầu đây? Chúng ta vẫn chưa thể nào nhìn kịp được ở bên trong cụ thể sẽ là cái gì, nhưng chắc chắn nó sẽ thuộc vào hàng siêu phẩm. Duy thì Duy đoán là một bức tranh được mạ vàng, bởi vì Duy thấy những cái đường sọc được mạ vàng rất đẹp ở bên trong. Đây, quý vị các bạn thấy, mẫu Nissan Tena, một mẫu xe cũng không hề nhỏ chút nào mà đi cạnh em này nhìn bé tí luôn. Trời đất ơi, góc nào nhìn cũng mê mẩn luôn ạ. Quá đẹp. Thật sự với mẫu xe này thì chỉ biết dùng từ quá đẹp, quá chất và quá sang trọng thôi. Quá đẳng cấp nữa. Hai cái tay nắm cửa quay vào nhau và cái kiểu mở cửa ngược đã thành huyền thoại của Rolls Royce mất rồi. Cụm đèn hậu được thiết kế như là những chòm sao li ti ở bên trong, tạo thành một cái đường viền đỏ. Camera lùi. Một mẫu xe tới 70 tỷ mà camera lùi vẫn được làm để chúng ta nhìn rất rõ ở kia. Chiếc Rolls Royce này thì không những được trang bị hệ thống camera 360 xung quanh xe, mà còn được trang bị một cái hệ thống để theo dõi tầm nhìn ban đêm để giúp các bác tài có thể vận hành điều khiển xe ở trong bóng tối an toàn hơn rất nhiều. Một pha lách xe rất điệu nghệ của anh chàng đi xe đạp. Vâng, một bạn học sinh. Ở góc này chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái viền chrome chạy xung quanh cửa của chiếc Rolls Royce thế hệ thứ 8 này. Cái đèn phanh LED ở trên cao. Cái đèn phanh LED thôi nhìn nó cũng khác người, nó cũng đẹp cơ. Đây, chúng ta có thể nhìn kỹ hơn cái đèn hậu. Bây giờ tiếp tục mời quý vị các bạn theo Duy và tới để bám đuổi siêu phẩm này. Chúng ta sẽ cùng nhìn những cái chi tiết khác. Lầm lì lầm lừ, vững chãi di chuyển trên những con đường.
Khi mà nhìn ngang thì cái phần đầu xe kết hợp với cả cái logo quả phụ bay ở trên nắp capo thì phải nói nó là một cái sức hút vô cùng lớn đối với bất kỳ ai. Một mẫu xe to lớn cành càng là thế, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái cảm giác lái, một cái cảm giác vận hành cực kỳ linh hoạt. Bởi vì từ đầu đến giờ duy theo mẫu xe này thì phải nói là chiếc xe này vận hành quá trơn tru và mượt mà, luồn lách ở từng con phố nhỏ đông xe cho tới khi ra những cái đường lớn, đường rộng hơn thì chiếc xe vẫn đang băng băng